tại thì Yến đang có mặt tại Hoa Su Phi, một trong những địa điểm ngắm mùa vàng đẹp nhất ở Việt Nam mình. Và lần này thì chúng mình có mặt ở đây là Minh Travel. Và đây là Yến Vi Vu. Anh Thiện. Hồng Travel. Hiền, mà Hiền đâu? Hiền. Và cuối cùng ai nhở? List me. Hãy follow kênh TikTok của mình. Wow. Ok, và hãy cùng xem là cái hành trình khám phá Hoa Su Phi của chúng mình diễn ra như thế nào. Bắt đầu thôi. Bạn bịt khẩu trang đẹp trai lắm bạn ạ. Thật luôn. Mà tớ đã lên xe. Mà sắp tới là một hành trình dài khoảng tầm 5-6 tiếng gì đấy để đến Hà Giang. Chào buổi sáng các bạn. Đây là cái chỗ mà hôm qua 2 giờ sáng bọn mình đã nghỉ lại đây. Chỗ này gọi là dốc tối quán, các bạn search trên Google Maps sẽ thấy nhá. Thì nó nằm ở trên địa phận của Tân Quang, Bắc Quang. Vừa nghỉ ở đây và sẽ thuê xe máy ở đây luôn. Bây giờ sao test xe máy nhá, để xong rồi kiểm tra xem chọn ra những chiếc xe an toàn và đủ tốt để tiếp tục hành trình khám phá Hoa Su Phi. Trên đường này thì có rất nhiều xe đi qua và nó rất là ồn, nhưng không hiểu sao hôm qua mình ngủ ngon như thế các bạn ạ. Bây giờ mình đang đi sang chỗ để thuê xe máy đây, cùng một nhà thôi. Nhưng mà thuê xe máy ở bên nhà đẹp hơn, còn mình ở bên nhà xấu hơn. Nó rất là đơn sơ. Ok chứ anh, cháu chào cô chú ạ. Anh đào. Anh đào. Nó chào đi, chào cô. Hoa kìa, hoa kìa. Ôi trời. Cô hôm qua tâm sự ác lắm. Thế á? Cô đi rồi nhà, bây giờ lấy cô đây nhà. Cô đi chơi đây. Bye bye. Bye trước hôm nay đi. Bye. Hè giỏi quá. Ui trời ơi, nhận nhá. Thôi bọn cháu chuẩn bị xin phép đi sang bên kia để xong đi đây ạ. Dạ vâng. Dạ dạ. Hoàng Su Phi, get go. Quên chưa bấm máy kìa. Bấm rồi. Có thức mới vực được đạo. Đầu tiên chúng mình phải ăn sáng cái đã. Đây, bọn mình vào quán này. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Không phải để ý Yến đâu nhá. Ăn đi nào. Bọn mình ăn phở vào một cái quán khá là đông. Chứ quán nào đông mà vào thôi. Bây giờ chúng mình sẽ ăn sáng. Đang đi vào Thác Tiên. Đây là một địa chỉ được bạn mình chị La Mộc giới thiệu là đi đường đèo gió thì sẽ ghé qua đây chơi. Và bây giờ thì hãy cùng mình vào xem trong đây có gì. Rất là nhiều cây trúc, kiểu giống rừng trúc ở trong một cánh trải, nhưng mà đường đẹp hơn nhiều luôn. Và bọn mình đã nghe thấy tiếng thác chảy. Giới thiệu với các bạn, đây là Thác Tiên nha. Thác Tiên. Là 1:30 và mình đã đến Cốc Bài, nhưng vấn đề là hết cơm rồi, phải đi tiếp. Đi lên trên kia chắc khoảng tầm trong vòng 1 cây là sẽ có cơm ăn. Tao đi. Khổ lắm, lần đầu đi phượt các bạn ạ. Thật may là bọn mình đã tìm được một quán ăn các bạn ơi. Đây, quán này thì chuyên kiểu cho khách cơ quan ấy, là họ làm nhiều đồ ăn và còn dư đến lúc 2 giờ chiều bọn mình đặt là vẫn còn. Và bây giờ thì vào ăn trưa. Ăn trưa. Còn hai món nữa. Vào chị bảo có lòng xong xuôi phải order luôn. Thịt kho chám.
bắp cải luộc. Khi ăn uống no say thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra Suối Thầu, Thảo Nguyên Suối Thầu. Vâng, cái đường vào Suối Thầu các bạn ơi, đi theo Google Map các bạn ơi. Ôi giời ơi, đơn giản. Cái đường nó hơi khiếp nha, đường lên hơi khiếp nên là chị em chúng tôi là phải đi bộ đây. Ê, cảnh thề đoạn đường vừa nãy đỉnh thật sự luôn ý. Ta-da! Rất là nhiều tam giác mạch. Úp, quà nào. Úp, quà. Sau gần 3 tiếng, chắc là gần 3 tiếng đấy, bọn mình ở đây rồi. Thì bây giờ sẽ là lúc mà chúng mình đi về bản phùng để ăn tối. Khi tôi hỏi mọi người có về không thì mọi người trả lời một câu không, không về đâu. Không về. Mọi người có thêm 10 phút nha. Không về. Trời ơi, tí nữa là tối đấy. Nhìn này thôi, ở vùng núi tối nhanh cực. Trời ạ, tí nữa mặt trời xuống núi phát là trời tối om. Đèn đường thì không có nhá. Không có đèn đường mà. Trời ơi, giờ vẫn ham hú, giờ vẫn lắp chân máy để quay tiếp này. Chỉ vì một ít mây đang bay lên, chỉ vì mặt trời hoàng hôn đang xuống. Ngày đầu tiên đã thế này rồi, tôi không biết là ngày mai ngày kia lịch trình của chúng tôi sẽ như thế nào luôn các bạn ạ. Qua từ từ. Anh lùi lùi lấy đà, lùi 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 lùi. Đi đường dưới này, đi đến dưới đây có đường bên trong mà. Đường nào đi xuống đâu? Em đi trước thì cứ đi theo em được. Anh đi thẳng xuống dưới này anh. Vâng, đi dưới này. Anh đi trước dẫn đường em được không? Thay đi trước đi. Đây anh ơi. Đi em cứ đi theo. Anh đi đi. Ơi. Oh my god. Ui giời. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là đường bê tông ấy nhá. Có đi được không đây? Hả? Ok, thưa các bạn là đi đường nào thì về đường đấy. Không nên đi thẳng đường tiếp theo nha. Nó thật là kinh khủng. Quá là kinh khủng luôn. Bây giờ bọn mình phải đi bộ đây này. May là có mấy anh bản địa các anh dẫn đường chỉ lối cho đấy. Không thì có mà còn hoang mang không biết bao giờ mới về được đến nhà ấy. Sống rồi cả nhà ơi. Lên đường to rồi. Sướng như chưa bao được sướng vậy cả. Chưa to lắm. Chưa to lắm.
Cảm xúc của bạn như thế nào sau 2 tiếng di chuyển? Tôi thì ánh sáng còn nhân lại rồi. Tôi sống rồi, tôi tắm rồi. Ok. Còn anh với anh nào? Cảm xúc hiện tại? Không có lời nào để nói. Lần đầu được đi chặng đường 2 tiếng trong bóng đêm à? Đâu, trước anh đi nhiều rồi. À thế à? May quá. Lại không có lại gì hết nha. Thôi, không có chỉnh sửa video, người ta không chỉnh sửa nào hôm đâu. 10 điểm. Có ba đường này dễ hơn đặt đi một căng trải nhỉ? Đâu. Một căng trải là mưa thôi chứ còn đường đi. Căng trải có gì mà khó? Không đấy đi bị mưa nhỉ. Chứ còn đợt này đi là nó không mưa đâu ấy. Một chiếc homestay. Mang đồ vào vợ đây. Rất nhiều khách nha. Trên đường đi đến Bản Phùng ý, thì em có nhìn thấy một cô đang cầm đuốc đi giữa đường không? Em cảm thấy như thế nào về lúc đấy? Em thấy bình thường, em thấy sợ cái thằng, có một cái thằng bé ngồi ý, chị nhìn thấy bạn đấy không? Lấy mọi người có gặp phụ nữ mà. Cái cô đi đường không? Có. Có. Không nhìn thấy thằng bé à? Cô đấy em không sợ. Nhưng có thấy, thấy thằng bé không? Không có thằng bé. Có một thằng bé ngồi đây xong kiểu... Cô gái mà, phụ nữ mà. Thằng bé đi mãi ngồi sao, ngãi gần bản này. Thế á? Ừ, thằng bé đấy ngồi ở bên chỗ dốc mà gần đi tới điện ánh điện đấy. Đấy là cô, tưởng đấy là cô, tưởng đấy là cô gái. Ngồi là có đèn, dọi lên mặt đúng không? Dọi lên mặt. Cái bà cầm đuốc đi của anh. Đuốc thì không sợ lắm. À chắc đi qua làm cua rồi, lúc bọn em vào đúng rồi, đúng là con cua luôn. Như cái bóng bay. Anh có thấy nhưng mà anh thấy cũng ấy nhưng anh tưởng là chơi đèn lồng trung thu. Được anh. Hài hước đấy. Nhưng mà sau kiểu người cầm đuốc đi đường thì là bình thường, nhưng mà đứa bé ngồi ở ngay cái chỗ mẹ cô cua. Đứa bé ngồi chỗ trước luôn, có cái đèn soi mặt. Mà chỗ đây rõ là chỗ kiểu vũng nước kiểu bẩn bẩn đấy. Nhưng mà đang ngồi trên cái bao để chợ đợi chợ đó. Mà chắc tại lúc ấy đang kể chuyện ba lên lên trên một đoạn con nhà này không ngồi đợi, lại ngồi đợi ở ngay chỗ kiểu tối tăm đấy. Bữa tối của chúng tớ các bạn ơi, chúng ta sẽ có món gì đây? Gà bản, lợn bản, xào hành tây, rau cải bản và trứng bản. Cái này là cái gì? Ớt bản. Đấy, nước mắm bản nhá. Ok, bữa tối xin mời các bạn. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Sân mây các bạn nhá, sân mây nào, yeah. Sân mây, yeah. Cũng ly nào, Hiền ơi, cũng ly nào. Chúc mừng chúng ta săn mây thành công nhá, săn mây. Mây à? Mình nhịp mây luôn. Tình hình là cũng gần 10:30, 11 giờ thì đấy, thì bọn mình sẽ đi xuống dưới từ đây để chơi các bạn ạ, và tiện là xin ăn trưa luôn. Xuống dưới nhà dân xin ăn cơm. Hãy cùng xem là cơm bản thì có gì ngon. Đi thôi, let's go. Chúng tôi là những người khách cuối cùng trong homestay hôm nay. Bọn lười giờ mới đi. Đấy là Hùng ngủ muộn nhất đấy. Nhiều gọi mãi mới dậy. Dậy từ 5 giờ nhưng lại đi ngủ tiếp. View đỉnh thật sự. Đi cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Cao thế. Nắng quá các bạn ạ. Chụp được vài tấm ảnh xong lại phải chạy lên luôn. Quá nắng. Nhiều thế nhỉ? Nhà có em không? Không có em à? Không có em luôn. Có em không? Em có em không? Có em à, thì mang về cho em nữa nhá. Có em gái hay em trai nhỉ? Em gái luôn. Em gái mấy tuổi? Em gái mấy tuổi? 4 tuổi. Mình thấy nhà chị ấy có đang nấu cơm thì phải. Mình sẽ lên xem nào. Ơi, nước nhà kiểu gì á? Đang ở thâu đi.
do là không tìm được cổng vào nên là bọn mình xin phép là không vào. Hẹn gặp lại gia đình nhà chị ấy vào một dịp lần sau khi mà mình đi khám phá 63 tỉnh thành mà mình quay lại đây. Mình sẽ vào để nói chuyện giao lưu với gia đình nhà chị, dân tộc người La Chí. Xuống ruộng này có cá mà bắt á? Thật. Cá gì? Cá gì không có. Cá gì? Điêu nha, không tin ruộng lúa như này nước có bao nhiêu đâu mà có cá. Em có điêu đâu. Ruộng nào cũng phải có rồi chứ. Ruộng này có cá mày tin không? Cá rô đồng. Chắc cá không? Cá núi, đồng núi. Không nghĩ là có đâu. Không thì chị cứ xuống mà bắt đi. Để xem ơi. Đây là trang phục của người La Chí à? La Chí. La Chí. La Chí không phải La Chí đâu. La gì? La chuối. Lá chuối. Đùa nhau à? Trời ạ, à, không thể bị lừa như thế được. Đăng lên vlog này, em tên gì nhỉ? Tên em nhìn thường đấy, tôi giống như bảng này thôi mà. Ơ, tên Phùng á? À, qua em giấu hỏi thôi, chứ phải giấu huyền đâu. Ai chả chơi chữ à? Phùng. Ok, khi nào có video lên YouTube xem nhá. Thế à? Không có thấy gì được, bằng phải cần lead chứ có thấy gì được. Yên tâm, kênh này sẽ video này sẽ lên sóng clip YouTube nha. Yến Vi Vu nha. Thấy cái tên YouTube mà. Yến Vi Vu. Được chưa? Nhớ nhá. Yến Vi Vu nhá, nhớ bạn. Nhớ subscribe nha. Có video đứng dài anh quay. Thế á? Đứng dài suốt đời. Ôi thế á? Thế bây giờ ngại gì nữa? Còn gì mà ngại đâu. Cứ quay lưng thế, quay lưng vào camera thế. Thôi thế nhá, bọn chị đi đây. Bọn chị xin phép đi về đây. Bye bye cái. Bye bye cái. Ý trời ơi. Ngại thế. Chào cái. Bye. Lâu lắm mới gặp lại đấy. Em có biết đâu. Chào tạm biệt nhá. Bọn mình vừa phát hiện ra một cây cầu này ở bản Nhung. U là trời. Ghê quá. Đây, lý do mình đi xuống vì nhìn cầu từ trên cao xuống khá là ok. Bọn mình sẽ bay flycam cảm đây. Và có xung quanh hai bên này, suối này. Rất là đẹp. Đấy, cứ đi phát là lại nhấp nhô. Cầu rung lắc dã man các bạn ạ. Thế này đi xe máy quá khiếp. Nắng siêu nắng luôn. Đi vùng núi nhất định các bạn phải mua kem chống nắng nhá. Tiện đây thì có hãng nào tài trợ kem chống nắng thì Yến sẵn sàng nhận. Mua theo cái mũ đó các bạn ạ. Chưa có nhãn hàng kem chống nắng nào tài trợ cả. Chị em chúng tớ vừa bị đuổi, phải đi ra chỗ khác chơi, nên nó quyết định đi sâu vào bên trong này xem có gì không. Ở đây có một nhà dân này. Không biết có ai ở nhà không nữa. Nói thật với các bạn là trai bản lái xe quá là điệu nghệ luôn. Yeah, vui lên anh ơi, nhìn bác nghe ta đấy. Vui lên cậu rồi nhá. Cái tóc nhân ngày sinh nhật. Nào em xin. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ mình kiểu bây giờ mình được kiểu anh Minh cài tóc cho nhỉ? Cài tóc cho để, nhỉ? Để anh đẩy hai bạn này xuống. Ô nào. Ôi trời ơi nào. Ui là trời ơi. Đẹp các bạn. Không đẹp cũng phải đẹp. Nó cứ phải không? 10 điểm. 10 điểm. Tóc ca của em hợp với màu tím mộng mơ đấy. Thêm màu xanh lá cây nữa thành cầu vồng. Ở đây sẽ nhìn được toàn bộ phía dưới kia là ruộng bậc thang, nên là mình sẽ leo lên trên này cùng những người bạn của mình. Chúng ta hãy cùng lên đấy nào. Có 26 cây mà.
Đi tận tiếng rưỡi. Tiếng 10 phút, tiếng 20 phút. Em đứng ở đây là đúng không? Đấy, chị đứng, em đứng ở đây mà. Ủa. Wow. Wow, trời ơi. Này còn lá cờ Tổ quốc nữa. Xịn thật sự. Không có ai thu vé nhỉ? Thôi nào, mỗi cháu xin 10.000 nào. Không cô. 10.000 cháu ơi. Chụp ảnh đẹp quá, xin 20 nào. 20. Ui dồi, thôi tôi xin đấy. Xe núi làm đường, căng. Bữa tối của bọn tớ ở Skyview. Ui dồi. Rượu chè gì tầm này anh? Ừ. Nên đi lúc ai uống rượu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Không phải cho tao xoa luôn à. Ba lại. Nào. Em làm truyền thông em phải ước lại nào. Cái gì đây? Nhưng mà không chấp được mà là không đấy. Đấy. Happy birthday. Nhanh. Rồi. Xong rồi. Nó xong rồi được. À hết rồi này, đúng rồi. Dạ đúng. Tomorrow. Món quà từ Hoàng Su Phì. Món quà sinh nhật. Wow. Sáng sớm ra nhìn siêu đỉnh luôn. Cho bữa sáng. Cho chim cái thìa đâu vậy ạ? Cơm rang bò. Mì tôm, bò. À Hoàng Su Phì. Ăn rất sang luôn. Hoàng Su Phì. Xinh xinh. Đây là quảng cáo đấy. Cuối cùng thì ngày cuối ở đây cũng ủng hộ bọn mình. Là thời tiết đẹp, có mây. Tuy nhiên thì đường đi về sẽ khá là trơn và chút nữa mình sẽ phải đi cẩn thận. Phía dưới là có các chị đang chụp ảnh check in. Úi rồi, và mình cũng sẽ xuống chụp ảnh với chiếc mũ này. Chiếc mũ sinh nhật ngày hôm qua. Sẵn sàng chụp ảnh. Có nháy Home Travel sẽ chụp ảnh cho Yến Vivu với một chiếc view siêu đẹp. Đây là phòng bọn mình ở. Tại vì là bọn mình ở xong rồi nên là nó hơi bừa bộn một xíu. Còn lúc đến thì cũng được. Nhưng chỉ có một điều, đó là có rất nhiều sinh vật lạ bay vào. Đi về thôi. Dọn hết đồ rồi. Giờ chúng mình đi về. Đây, từ cửa phòng đi ra là các bạn có thể ngắm dưới kia là ruộng bậc thang, bản lúa. Chị đâu đấy chị? Mình đi gặt lúa các bạn ạ. Gặt lúa à? Đi thôi chị ơi. Điềm, Điềm có chưa? Ừ. Gặt lúa bằng tay à? Gặt lúa bằng tay. Gặt lúa bằng giờ vẫn ám ảnh mèo nổ. Em mình thích hoạt là cảnh của mình. Đúng rồi, mình là người yêu cái đẹp mà, đúng không? Cái bông hoa đẹp. Ví dụ như một bông hoa cao ở trước hay gì ạ? Đây vào ấy ạ? Đâu ấy ạ? Ôi, cẩn thận, cẩn thận. Tạm biệt, bản luôn. Tạm biệt. Cẩn thận nha. Cái máy này, mọi người nhìn biển số nó sao đúng không quay đâu. Ừ, quá đáng. Đi về, đi về, đi về, đi về. Mưa. Đây, DT177 và đường đi Thông Nguyên, Xuân Minh. Đấy, bây giờ có hai đường này để về với Bắc Quang. Nhưng mà cả hai đường đều bị sạt lở và không đi được các bạn ạ. Nên là mình đang phải đỗ ở đây tìm phương án giải quyết xem là lên có ngủ lại ở Thông Nguyên một đêm hay không. Hay là đi tiếp liều đi về đây. Cho các bạn là chúng mình lên đi như thế nào? Đây, ngoài đây. Cứ định đi đường 177 về. Còn về đường hay không thì chưa biết. Cứ đi thôi.
giữa đường đây, nhìn thấy các bạn đây. Quay lại là bán leo nổ này. Có đây á? Mất công sáng nay ngồi xếp à? Thả màn, thả màn. Thả màn. Mình thấy con chúa. Phi tạo lên bên trái. Úi dồi. Đây là món phở chua đặc sản ở Hà Giang. Các bạn đến đây thì thử món này. Khá là lạ. Mình ăn rồi, nên lần thứ hai chắc không lạ nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Ủng hộ hành trình khám phá Việt Nam của mình bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè, để lại một bình luận ở phía dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.